Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Vinh Vlog. Thì buổi chiều tối ngày hôm nay em cũng đang có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật một số thông tin gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn thương chị Loan được biết nha. Thì hiện tại bây giờ là chị Hồng Loan và chị Ni thì cũng đang là bị những cái kênh YouTuber bẩn, nó đang binh vực bên phía mẹ con của nhà Cám á, là nó đồng loạt nó lên những cái livestream nó chửi rủa thậm tệ luôn cô chú. Thì mới đây nhất á, là cái ông nghệ sĩ Hờ Lơ Lết đó, từ ở bên Mỹ về thì cũng đu bám vào cái nhóm vây xe đã binh vực mẹ con của nhà Cám á, thì lên tiếng chửi chị Hồng Loan, kêu chị Hồng Loan á, là một cái con ăn mày ở trên mạng đó, lợi dụng cộng đồng mạng yêu thương cố nghệ sĩ, rồi bắt đầu á, là khóc lóc, rồi mời chào để mua hàng, để tiền rót vào tài khoản cô chú. Mà em thấy rất là vô lý luôn cô chú anh chị. Chị Hồng Loan á thì cũng buôn bán hàng ở trên mạng online mà. Đó thì bán những cái mặt hàng như mít sấy đồ, vi yến đồ này kia. Thì chị Hồng Loan là cũng livestream từ hồi xưa giờ mà cô chú. Mà tại sao hiện tại bây giờ á, là cái ông nghệ sĩ Hờ Lơ Lết này, ông quay xe rồi á, là bắt đầu ông chửi rủa thậm tệ luôn. Đó, ông trong cái livestream vừa rồi á là ông có ghi cái tiêu đề á, ông nhắc về ba người con nuôi của cố nghệ sĩ, đó là chị Hồng Loan là một, và chị Ba Bình Tinh là hai, rồi cái người anh á là ba. Mà ông lên ông binh vực cái người anh đó, ông chửi chị Hồng Loan là bất chấp luôn. Ông phải yêu cầu chị Hồng Loan á là phải đưa ra cái giấy xét nghiệm ADN. Mà cái đợt trước á là chị Hồng Loan và chị Ni cùng với anh ca sĩ Nguyên Vũ á, đó là cũng có là đi xét nghiệm cho chị Hồng Loan nha cô chú. Mà em thấy rất là vô lý luôn. Cái ông này ông làm cái gì mà ông phải yêu cầu chị Hồng Loan phải đưa ra? Ủa rồi chị Hồng Loan không đưa ra rồi mấy ông làm gì? Mấy ông nhai chị Hồng Loan nuốt sống hay sao mà mấy ông phải yêu cầu hết? Cái người này yêu cầu, rồi đến cái bà mì xào yêu cầu, hết bà mì xào, rồi đến cái ông đạo diễn cùi nữa cô chú anh chị. Thì phải nói rằng là đến cái thời điểm hiện tại bây giờ là cũng gần kết thúc drama rồi. Đó cho nên á là cái nhóm bên đó nó được trả tiền mà cô chú. Cho nên á là nó chửi bất chấp luôn. Nó chửi cho mà cô xấu thấy á là phải hả hê, hả dạ. Cho nên á là cô xấu mới chi tiền ra nhiều. Thì tiền ở đâu ra cô chú? Tiền thì cũng bà ngáo đó. Bà ngáo bà chi cho cái cô cháu gái này. Cô cháu gái này cùng với mẹ xấu á, là bắt đầu đưa cho những cái kênh YouTube đó nó lên nó chửi, nó rủa, nó trù. Nghĩ sao á mà ông nói á, là chị Hồng Loan với lại là chị Ba Bình Tinh á, là không bằng người anh đó. Ủa sao không bằng? Hồi xưa cố nghệ sĩ có nhận người anh đó là con nuôi đâu cô chú anh chị. Mà hiện tại bây giờ cái ông nghệ sĩ Hờ Lơ Lết này, ông lên cái livestream ông nói mà mấy anh em của tụi em á cũng thấy rằng á, là mắc cười mất nhục dùm cho cái ông nghệ sĩ Hờ này. Trong cái lần diễn của cố nghệ sĩ đó rất là lâu rồi, hồi trước kia là cũng có nhắc về cái vấn đề là người con nuôi nha cô chú. Nhưng mà thật sự cố nghệ sĩ nói là chỉ có hai người con nuôi thôi, đó là chị Hồng Loan và chị Ba Bình Tinh. Nhưng mà chị Hồng Loan là được cố nghệ sĩ nuôi dưỡng từ nhỏ, rồi cố nghệ sĩ ghi cái tên, cái túi, cái họ của chị Hồng Loan vào trong cái giấy khai sanh của cố nghệ sĩ luôn. Đó là cái họ Võ cùng với là cố nghệ sĩ nha cô chú. Thì người anh đó, cố nghệ sĩ đâu có nhận đâu, đâu có nhận con nuôi đâu cái ông nghệ sĩ Hề. Mà sao hiện tại bây giờ ông lên livestream ông nói rằng là người anh đó là con nuôi của cố nghệ sĩ. Anh nghệ sĩ Hờ này, anh là một người nghệ sĩ, anh nói cái gì nó phải đúng. Chứ hồi xưa cố nghệ sĩ đã nói rồi, tôi chỉ xem là người cháu nó diễn ở trong nghề thôi cô chú anh chị, chứ còn con nuôi thì cố nghệ sĩ không có nhận nha cô chú. Đó, ông nghe cho rõ chưa? Ông nghệ sĩ Hờ Lơ Lết hiện tại bây giờ ở bên Mỹ đói lắm hay sao, không có tiền xài hay sao á, bắt đầu là được bà ngáo hay là mẹ con của nhà Cám với lại là cái cặp sòi đó bắt đầu nó chi tiền cho đi máy bay về lại Việt Nam á cô chú. Rồi bắt đầu là lên tiếng nói mạnh miệng lắm, nói tao đã về Việt Nam rồi nè, chiến này tao sẽ chơi một sống một còn với tụi mày. Ủa làm gì một sống một còn cô chú? Mà hiện tại bây giờ
sự thật vẫn là sự thật thôi cô chú. Cứ nói chị Hồng Loan á, là một người con nuôi không rõ nguồn gốc, mà tại sao á, là chị Hồng Loan nhớ ba thì chị Hồng Loan đi lên mộ thăm ba, đi đường đường chính chính lên ai cũng biết và ai cũng quay để chia sẻ cô chú anh chị. Mà tại sao bên phía mẹ con có nhà cám á, là cứ lên những cái video rồi nói á, là chúng tôi là gia đình ruột thịt. Ủa em không thấy gia đình ruột thịt nào mà phải trốn chui trốn nhúi đi vào lúc 9 giờ đêm lén lút lên trên mộ cố nghệ sĩ cô chú. Tại vì á, mình đi ban ngày thì nhục quá, sợ bà con đồ thấy, với lại là lên ở trên đó là gặp mấy anh em YouTube ở trên mộ á, là người ta quay chia sẻ rồi sợ nhục cô chú, cho nên á, là phải trốn nhui trốn nhúi đó, trốn lén lút tối mới lên trên mộ đó. Chắc dẫn ông sạc pin lên trên mộ, chắc cố nghệ sĩ cũng linh thiêng lắm á cô chú anh chị, cho thắp hương nhiều khi á, cố nghệ sĩ cũng đòi lại nè cái áo này, rồi cái túi xách với cái đồng hồ đó, rồi cái hàm răng nữa. Mà chẳng những là mấy cái món quặt đó đâu cô chú, nhiều khi á là nói nên sao kê luôn đi cô chú anh chị đó, sao kê ra cái số tiền mà phun điếu á, mẹ con nhà cám cùng với cái ông sạc pin này lậm lặt ở trong cái đám tang của cố nghệ sĩ á cô chú đó. Ông nghệ sĩ Hờ, ông có thấy chưa, ai là gia đình ruột thịt? Không có gia đình ruột thịt nào mà trốn đi lên ban đêm hết á, mà cứ nói ra y như là đúng rồi á, chửi chị Hồng Loan, nói chị Hồng Loan là người con nuôi không rõ nguồn gốc, không rõ nguồn gốc mà tại sao chị Hồng Loan lên mộ của ba mình ban ngày đó, ai cũng mừng chào rồi chụp hình đồ này kia, rồi gia đình ruột thịt thì phải trốn cho nhục quá mà đó. Hiện tại bây giờ phải nói rằng á cô chú anh chị, cô Sáu thì cũng đã thua trắng tay rồi đó, cho nên là cái bà ngáo Mỹ đó, bà mới yêu cầu là cái cô cháu gái bá dơ này á, là phải chọn một trong hai, đó là bà ngáo với lại là cái người anh đó. Nếu mà chọn bà ngáo á, thì bà ngáo sẽ bỏ qua, còn nếu chọn người anh á, thì cô cháu gái bá dơ này phải trả lại cho bà ngáo là 2 tỷ nha cô chú. Đó, chứ đâu phải là cái chuyện đơn giản đâu, mà hiện tại bây giờ làm y như là đúng rồi, những cái kênh YouTuber bên đó nó lên nó chửi rủa, nó hết công kích người này đến công kích người kia nha cô chú. Mà ngày hôm qua cũng vậy đó, chị Ni đến thăm người em gái của mình đó là chị Hồng Loan, thì phải nói rằng á là chị Hồng Loan rất là mừng luôn, rất là vui. Sau khi thắp nhang cho cố nghệ sĩ rồi á, là chị Ni cùng với chị Hồng Loan á, là cũng có đi ăn rồi cũng có là sắm đồ, sắm quà đồ này kia rất là nhiều nha cô chú. Mà những cái kênh YouTuber nó đang đứng về bên phía mẹ con của nhà cám là bắt đầu nó đồng loạt nó lên những cái live stream, nó vu khống không, nó nói chị Ni đến đòi nợ cái con vô ơn đó, để chị Ni về bên Mã Lai chịu tội ở đâu, mấy ông đặt điều không à, chứ không có đúng sự thật cô chú anh chị đó. Đợt trước thì cái ông đạo diễn Cùi, ông nói Ni Ma Cô sẽ về Mã Lai vào cái ngày 24 để chịu tội trước tòa bên Mã Lai. Rồi ngày 24 chị Ni đến nhà chị Hồng Loan chứ có đi đâu ông đạo diễn đó. Mấy ông cứ suy diễn ra rồi tự đặt cái vấn đề lên là chửi cô chú. Thì một lần nữa em cũng xin phép là được chia sẻ cái video này, được gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn hiện tại bây giờ đang yêu thương chị Hồng Loan và chị Ni được biết nha. Thì cái ông nghệ sĩ Hờ Lơ Lết hiện tại bây giờ ông rất là mất dạy luôn cô chú, ông lên ông chửi bất chấp luôn đó, ông chửi mướn mà, ông chửi có tiền mà cô chú, cho nên là ông chửi ông không có biết nhục luôn. Ông nói những cái đàn bò đó hiện tại bây giờ nó chưa nhận ra. Ủa nhận ra cái gì? Chị Hồng Loan là người con hợp lợ của cố nghệ sĩ thì chị Hồng Loan là được phép thừa hưởng thôi, chứ tụi tôi sống đâu có bá dơ như ông đâu. Lần đầu ông đến với chị Hồng Loan rồi cuối cùng bây giờ ông quay xe, ông làm một cái dạng là cũng có tốt lành gì, cho nên đừng có lên mạng mà dạy đời người ta.